Hello anh em nha, mấy triệu này, cặp can và bốc 2.3 nha anh em. Cập nhật lên 2.3 rồi. Có mấy triệu à, một bộ. Thì bây giờ anh em cứ tính đi, bây giờ đi mua con bốc mới là hơn 5 triệu rồi. Nhá. Đấy, hello cả nhà chia sẻ và có đi theo Maxi không? Đó, thì có rất nhiều anh em có thể là mùa này có thể là xe cộ và đồng thời nhiều anh em cửa hàng có thể là mang máy đi theo Maxi luôn. Hôm qua chúng ta theo Pháp thì ăn rồi. Theo những vũ điệu tango thì anh em sẽ phải đi. Không sao, chúng ta thua kèo này, chúng ta bày kèo khác. Chúc tất cả anh em vạn sự như ý. Rồi, có mấy triệu à? Rồi, có mấy triệu anh em sẽ sở hữu được cặp can và bốc. Cái này vỏ màu trắng nha anh em. Vỏ màu trắng. Rồi, mô tô bốc. Đấy, anh em nào cần thì ok. Cáp yết cho anh em. Đó, về nhà có thể anh em liên hệ với TD ô tô, chúng ta mua cáp đa năng 500k nữa là ok. Còn anh em nào không mua cáp 500k nữa thì anh em mới sử dụng cái cáp truyền thống EKP. Đây, mát 12V để nuôi cho máy. Và cái dây màu vàng là cổng Calai. Dây màu xanh chúng ta tạm thời bỏ. Có mấy triệu anh em ơi, nhân tay những anh em nào muốn tiết kiệm về đồng tiền thì chúng ta muốn bền bỉ, chúng ta sở hữu ngay cặp Motocan và Motobox. Có mấy triệu thôi. Anh em có thể giới thiệu bạn bè gần xa mua, có vài triệu Việt Nam đồng, khá là rẻ. Nói chung là rẻ gấp 3 so với máy mới đấy. Khá là rẻ, không phải ở đây, không phải là rẻ gấp đôi nữa mà rẻ gấp 3 lần so với máy mới nha anh chị. Để bưng ngay cặp can 7 và bốc mấy triệu, xài đúng là chỉ có thiên thu lục địa không. Những cái dòng máy can và bốc này thì nó bền, nói chung là bền như trâu bò, bởi vì nó khá là bền nha anh em. Và đặc biệt cái này nó có cái tay sắt để anh em có thể sắt lên gương hoặc là ba ga hoặc là bất kỳ chỗ nào khi mà chúng ta đang nổ máy để chờ nhiệt độ nóng lên trên 60 độ C đến 80 độ C thì anh em hãy treo vào cái móc. Và khi nhiệt độ tới 80 độ C, anh em lúc này sẽ phân tích thêm một lần nữa, chúng ta sẽ có ra một kết quả. Và cặp máy này có chức năng off smart key. Đó, nếu smart key bị hư mã SMID thì anh em tạm thời tắt bỏ chức năng đó. Hoặc là về cái van Evapo xuất hiện cái lỗi 88 do những dòng xe đời mới, do nguyên nhân gây ra là chuột cắn. Chuột cắn hai sợi dây ở van Evapo thì lúc này sẽ chất lỗi cái đèn FI sáng luôn và sẽ không bao giờ xóa được lỗi. Và khi đó anh em sẽ đọc lên, nó sẽ hiển thị là cái lỗi 88 thì anh em tạm thời tắt luôn. Và cặp máy này anh em sẽ có thể điều chỉnh được tỷ lệ hòa khí AF đập hay là nhạt, gọi là bù đắp thêm nhiên liệu hoặc anh em giảm bớt nhiên liệu khi xe đó hao xăng. Đó. Đặc biệt những cái dòng xe mà hụt ga buổi sáng, những dòng xe điện tử thì anh em có thể là tăng thêm một chút xíu về tỷ lệ hòa khí. Khi đó buổi sáng chúng ta đề ba, máy sẽ ngon và ngọt hơn. Tất cả mọi thông tin thắc mắc thì anh em hãy truy cập vào cái Zalo 0909755993. Nhân tay ạ. Rồi, và đặc biệt Điện Tuấn có hai con Smart Tool giá cũng khá là rẻ cho anh em.
hai con Smartone bản F. Cái này tí nữa mình sẽ dán keo cho anh em, mình sẽ dán keo đen, keo như kiểu mà nhiều anh em dán keo đen để bảo vệ nhựa đen cho những cái dòng xe máy, nó sẽ có hoa văn. Tí mình sẽ đi dán keo đen cho anh em để chúng ta cầm vào nó không bị dơ máy. Đó, tí nữa mình sẽ bỏ tiền ra đi dán keo đen cho anh em nha. Đó, cái keo này các bạn, tí mình sẽ bóc cái máy này ra. Cái này thì anh em có thể đọc full thông số làm smoky, và đồng thời anh em có thể remap được những dòng xe Kenhin, Winner, Sonic, A-Black. Nói chung là Kenhin, bởi vì bản này sẽ là bản F, và anh em có thể tua đồng hồ audio. Đây. Rồi, giá cũng khá là rẻ. Máy mới hiện tại đang là 15.800.000, thì máy này rẻ khá là nhiều so với máy mới. Rồi, đã cập nhật lên 10.0. Cái máy này sẽ là F. Cập nhật update ngày 26 tháng 8 của 2022. Đó, anh em nào cần thì comment và inbox. Rồi, tí nữa mình sẽ đi dán cái keo bảo vệ cho anh em. Mình sẽ bán hết màu đen cho cả nhà. Tương đương một máy dán sẽ tầm khoảng 50k. Mình tặng cho mọi người. Rồi, anh em nào ok muốn rẻ hơn máy mới vài triệu Việt Nam đồng thì anh em comment. Sau này anh em có thể truy cập lên, nếu có muốn mở tour những dòng xe đề từ ACG thì anh em có thể cập nhật lên bản R. Còn những anh em nào không có nhu cầu mở tour những dòng xe ACG mà mở tour những dòng xe Kenhin thì anh em cứ để vậy xài, làm full khóa F. Rồi, và cái máy này cũng là bản F. Ok. Trên tay hôm nay mình về được hai máy bản F. Dạ, đá bóng mới có khoảng vài trận mà Smartone và Motocan anh em sẽ đi theo Maxi. Thì tất cả anh em nào bán máy thì anh em cứ comment với mình. Tất cả anh em nào trên cộng đồng mạng bán bất kỳ cái máy chẩn đoán nào, đặc biệt máy cầm tay, thì tất cả quý vị và anh em cứ comment, inbox cho mình Motoscan, Motocantab hoặc là Smartone. Bao nhiêu máy mình cũng mua, 10 máy, 20 máy, 100 máy. Khi anh em ra đi thì anh em cứ comment cho mình. Bán để về, anh em có thể vào bờ, trong tương lai anh em lại đầu tư lại thì cứ inbox. Anh em bán máy cũ hoặc là mua máy cũ hoặc là máy mới, anh em không cần phải truy cập lên mạng, hãy truy cập vào ngay Facebook Taiga Thị Tuấn. Máy gì cũng có, mới cũ có hết cho anh em, luôn luôn đều có cái giá cực kỳ hấp dẫn. Mình bỏ vốn ra một cái máy tương đương với trị giá tiền chục triệu thì mình sẽ phải có lợi nhuận anh em từ 500 cho tới 1 triệu k trong khi làm ăn. Rồi, những anh em bạn bè nào thời buổi này là chúng ta nên mua máy. Nếu anh em nào không chơi cá cược ở những mùa đá bóng như thế này thì thời điểm này để cho các anh em mang máy về cho vợ khá rẻ. Đó, anh em mua cái bản này mới là 15.800.000 thì hiện tại nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều. Đấy, sau này anh em có nhu cầu truy cập lên, nâng cấp lên bản R để cho ta remap Smoky, remap những dòng xe ACG thì chúng ta chỉ cần truy cập lên R bản cập nhật. Đó. Còn anh em muốn remap những dòng xe Winner này, Lead SCR A-Black đầu bò thì anh em không cần, bởi vì nó sẽ làm được ok luôn. Thời điểm này là thời điểm tuyệt vời nhất để anh em mua máy. Tí nữa mình sẽ lột băng keo này, mình sẽ lột băng keo này nha. Đó, mình sẽ đi dán lại cho quý vị. Đó. Dán màu đen. Tất cả anh em nào đang sử dụng máy Smartone thì tốt nhất anh em ra tiệm để can điện thoại, chúng ta hãy dán cái keo đen lại. Ok. Đó, chúng ta dán lại. Bởi vì cái máy này anh em biết tại sao không? Nó là màu xanh, để anh em để dầu nhớt vào thì sau này sẽ không lau được. Anh em càng lau thì cái này nó càng bị rát, bởi vì cái này như cái cao su rất mềm.
Đó, thì anh em không thể nào trà được, tốt nhất là anh em hãy dán cho Tỷ Tuấn một lớp keo đen, cầm nó cảm thấy mạnh mẽ về cái máy. Hai bàn ép. Rồi. Ok. Rồi, và cặp này nó trong tay cho anh em chỉ có vài triệu Việt Nam đồng thôi. Đó, nhiều anh em bây giờ mua motobox mới bây giờ nó phải rơi vào 5 triệu, hơn 5 triệu. Đó. Bây giờ tất cả bây giờ trị giá trên tay thì Tuấn nó chỉ có vài triệu Việt Nam đồng. Khá là rẻ. Khá là rẻ nha anh em. Đây, mình sẽ cấp nguồn cho anh em trên Motoscan. Bambi. Motoscan 7. Kết nối với xe, lập trình, khóa Smoky. Chức năng đặc biệt để chúng ta làm gì? Giả lập tín hiệu, kiểm tra ắc quy, phần điện, nạp, vân vân. Sau này anh em có muốn thay cái vỏ này, nó có khoảng tầm 1 triệu. Cả bàn phím, cả vỏ mới. À, những cái vỏ này nó vẫn chưa bể. Nó màu trắng, còn anh em nào ok lấy sơn xịt lên nó sẽ là đen. Đó, anh em nào có chuyên gia về sơn thì anh em có thể che màn hình lại xịt màu đen hoặc là xịt màu đỏ, màu hồng. Còn cái vỏ này khá là mới, chưa bị gì cả. Đấy, màu trắng luôn luôn nó mang lại cho chúng ta cái sự trắng trẻo. Còn anh em ok nữa, chúng ta muốn làm gì nữa, chúng ta lại dán đề can màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu hồng. Nguyễn Hợp, em xin chào anh trai. Nhân tay cơ hội đến với chúng ta là cái mùa đá bóng này thì anh em tranh thủ mua máy. Mùa này chúng ta tranh thủ mua máy và mua xe để về nhà chúng ta luyện phu xăng điện tử FI. Nếu anh em nào không dính vào cá cược. Rồi, liên hệ ngay đường dây nóng 0909 755 993. Alo. Ok, đã tạo Zalo em. Không chính công 755 993 Zalo Đình Tuấn anh em. Rồi, nhân tay đi anh em ơi, rẻ được vài triệu. Máy nào cũng vậy, quan trọng gì máy mới đâu, có máy cũ là bục, bởi vì chúng ta sử dụng nó đều như nhau. Mới trồng qua, nó mới ở bề ngoài. Mới là mới ở những cọng cáp. Thì nó rẻ được vài triệu chẳng sao cả. Cáp mai mốt anh em có thể hư, anh em mua. Mới còn hư mà, chứ không chỉ là cũ. Đấy. Ô xịt kề. Cáp vẫn còn nguyên kiện cho anh em. Đấy. Anh em nào cần vào bờ. Và tốt nhất anh em nào ok thì muốn nhân gọn, anh em mua cặp này có vài triệu. Có vài triệu cặp Motocan, Motobox. Chỉ có Đình Tuấn mới bán được điều đó. Đó, mấy triệu Việt Nam đồng. Ngày xưa thì các anh em phải bỏ ra là 23.600.000 Việt Nam đồng. Có thể là như vậy. 16.8 và 6.8. Đấy. Thì ngày xưa anh em bỏ ra 23.600.000. Thì bữa nay nó còn có vài triệu Việt Nam đồng. Chúng ta nên làm điều đó. Bởi vì cái máy là cái gì đâu, nó giúp chúng ta bắt bàn bật, nó giúp chúng ta phân tích dữ liệu, nó giúp chúng ta mang lại cửa hàng uy tín, nó giúp chúng ta mang ra hù ma dọa khỉ, tuyệt vời. Bấm máy tít tít lối cái này để anh em kiếm tiền, có mấy triệu Việt Nam đồng. Mà từ bấy giờ thì Tuấn live stream khá là mệt, giống vừa rồi cái cặp kia cũng vậy, live stream không ai mua, xong tí chăn nhau. Vừa rồi Tuấn bán con can và con bốc mới, chăn nhau anh em hỏi mua khi đã bán rồi. Thì hôm nay nó lại tiếp tục. Ok. Khá là rẻ. Thời điểm này
chúng ta nên mua máy. Tết này anh em có thể lấy được tiền ngay. Ok. Cái này được cập nhật là ngày mùng 8 tháng 3 của 2022. Sau này anh em muốn lên 7 Pro thì anh em có thể là cập nhật miễn phí. Anh em chỉ cần mua cái phần mềm Motorata của công ty DD Auto để anh em tra cứu trên app điện thoại với giá là 1 triệu. Đó thì anh em có thể liên hệ với công ty. Nha. Tít tít, anh em thấy không? Cái vỏ này sau này bể nát không cần quan trọng nữa, có 1 triệu bạc. Để như vậy mà xài. Trắng trắng vàng vàng, chữ màu đen nền màu vàng, thân máy màu trắng, ba màu hợp lại. Giống hôm qua Đình Tuấn đã bảo rồi, mọi người vào bờ thì tất cả hôm qua đài đều trúng hết, đài Nam, đài miền Trung cũng trúng, đúng không ạ? Rồi đài chính hay đài phụ cũng đều có 49. Hôm qua mình đã bốc biển số vào lúc buổi sáng thì mình đã bảo chúc anh em vào bờ, nhưng thật sự anh em thấy hôm qua làm nhẹ thôi, bỏ ra 10 điểm, 20 điểm. Đó, 10 điểm thì 130. Có nhiều nơi ghi 140, 20 điểm có 208, chiều lấy triệu mấy. Hôm qua tin tưởng thì Tuấn, thì Tuấn nó đang đỏ mà. Đó, bốc biển số thì tại sao không? Số đẹp, không phải là đẹp, nhưng đó là số tiến. 24447 tiến, nhưng nó chỉ là một nút. Tại sao một nút? Bắt đầu một nút để chúng ta lại đi lên. Bởi vì có nghĩa là sao? Bây giờ ra biển số một nút, bởi vì chúng ta bây giờ mua xe hết tiền. Gọi là chúng ta còn một chút xíu tiền để chúng ta tiếp tục làm vốn, để lúc này chúng ta bước tiếp, bước tiếp, bước tiếp. Rồi, số 49. Đấy, ngày hôm qua lại rơi vào số 47, ngày hôm qua lại rơi vào ngay cái đài Đắk Lắk. Đó, biển số Đắk Lắk nó lại là 47. Và chúng ta trước khi chúng ta chơi đài Đắk Lắk ngày hôm qua thứ ba, chúng ta phải lên trên cái đài của Đắk Lắk, chúng ta xem bao nhiêu ngày con số 47 nó không ra. Đó, ngày hôm qua chúng ta phải lên nghiên cứu 4 ngày. Có nghĩa là sao? 4 tuần rơi vào ngày thứ ba, Đắk Lắk chưa sổ con 47. Và đa số Đắk Lắk sẽ hay sổ con 47 và đồng thời kèm 48. Đó, thì ngày hôm qua mình mang đi 5 triệu là 10 tờ châu xanh. Mình định dí vào con 47, nhưng mình sợ. Sợ nhiều lúc lòng tham vô đáy của con người, nhiều lúc có thể là ông trời bà phù hộ cho mình, thằng này có lòng tham quá, chơi nhiều sợ chật. Thế lúc này mình lại cất đi 4 tờ châu xanh. Đó, mình chợt bỏ ra 6 tờ là 3 triệu mình quán. Mình lại quán 47, 2 triệu. Thế mình nghĩ, mình lại quán con 48 1 triệu, nó xong tí nữa mình bảo thôi chị gái ơi, chia đều cho em 50-50. Đấy là mình lại quán con 47, 1,5 triệu. Mình lót đít con 48, mình sợ là Đắk Lắk sẽ rơi vào 48. Xong ngày hôm qua thì đương nhiên mình làm xong mình mở, ôi giời ơi, ra 2 số 47. Thế ngày hôm qua bỏ ra 3 triệu và đầu cuối mình đánh 100 ngàn con 47 nữa, là hết 3,1 triệu. Nhưng hôm qua mình thu về được 17-15 củ, 15 cổ vốn mình bỏ ra 3,1 triệu. Mình còn kiếm được 11,900. Đấy, coi như là đông đánh nhỏ. Có thể là mình đánh lớn quá thì ông bà không phù hộ. Đó, cái lộc mình mua con xe. Ở cuộc đời gần 40 tuổi mới mua con xe, tự tay đi bốc biển số. Đấy, hôm qua bốc biển số, lót kẹp hồ sơ 500. Rồi bốc biển hết 1,5 triệu. Thằng dịch vụ ở nhà xe nó nhận mình 4 triệu là nó đút túi được 2,5 triệu. Mình thấy nó tội, mình cho nó 2,5 triệu. Đấy, vào mình dí nút lì, bẹp chạy ra 24447. À, ngày hôm qua anh em nghe mình là ok rồi. Ngày hôm qua mình không bảo anh em phải cầm sổ đỏ. Mình bảo anh em làm nhẹ cái vào bờ. Về thì có thể hôm qua anh em có vài triệu. Hôm qua anh em nghe mình thì hôm nay anh em có cả can và bốc. Nếu bỏ ra khoảng đúng 2 triệu. 2 triệu là bao nhiêu nhỉ? Hay 2 triệu hay 1 triệu cũng được. Hôm qua 1 triệu mọi người bỏ ra mà ra 2 lô 47 như vậy thì hôm nay mọi người sẽ có 10 triệu. 1 triệu ăn 5 triệu. 10 triệu. 2 lô.
Ê, lỡ may chơi nhỏ thôi, đừng bao giờ chơi cái gì to cuộc đời này cả. Đừng bao giờ đánh thường xuyên, cá cược bóng đá cũng vậy. Argentina ngày hôm qua cũng vậy, ồ chấp hai trái, ồ toàn hết. Tốt nhất chúng ta không nên chơi vào cái đó. Hôm nay mình có tiền dán phim xe. Thế hôm nay dán phim xe, thằng cu em nó bảo dán cái phim 10 triệu hay là 16 triệu. Ok 16 triệu luôn. Mới là đặt cái phím để dán những cái bàn phím đồng hồ táp lô nó không bị chảy. Anh ơi chọn gói 750 2 triệu 2, em về nhà lấy tiền công giá 100 ngàn. Ok phím phát 1 triệu 2 nữa. Để tí nữa chắc chiều này là khoảng gần 20 củ. Đấy anh em hiểu không? Đó ngày hôm qua mình bảo mọi người vào bờ. Thôi thì hôm qua không ai vào bờ thì hôm nay vào bờ có vài triệu thôi. Hôm qua mình trúng, hôm nay mình bán cặp này có vài triệu. Nếu anh em mua mình bán cái cặp này mình lời đúng 300 nghìn luôn. Dạ, mua đi anh em. Mua đi. Anh em nào mua cặp này có vài triệu à, tính ra mình lời được 300 nghìn mình bán luôn cho anh em. Đây. Có phải ngày hôm qua bỏ ra 3 triệu không? Cái này anh em dán một phát vào chọn cái nào cũng được. Trừ gốc ra rồi, anh em thích dán vào con can, con bốc hay là dán vào con tun. Đó là thời cơ, chúng ta phải biết chọn cơ hội, nhưng không chơi nhiều. Ngày hôm qua chơi 5 triệu thì ngày hôm nay có 50 củ rồi. Bởi vì 5 triệu, 55, 25 triệu ra hai lô là hai nháy chúng ta có 50 triệu, nhưng đừng bao giờ gọi là lòng tham. Đừng bao giờ lấy cái gì mà chúng ta không bỏ mồ hôi ra cả thì chúng ta sẽ không bao giờ gọi là tự tồn tại. Chơi để giải trí. À, cuộc đời chúng ta có thể 40 tuổi chơi một lần chẳng hạn như vậy. Để thử xem cái vận mệnh của mình đỏ hay là đen. Mà bữa giờ mua xe về nhà trời cứ mưa luôn thôi. Trời mưa liên tục. Mua xe trời mưa là đỏ. Giống ngày 25 tháng 10 của âm lịch là rơi vào thứ sáu tuần trước vừa rồi, trước khi chạy đi mua xe trời nóng đẹp nắng đẹp, khi mà xe đánh ra showroom mưa tầm tã. Cái gì nó không may mắn rồi không? Cái gì nó không may mắn cả. Sale cho mọi người, chia sẻ mọi người đấy. Khóa học này anh em đăng đăng ký đi, đăng ký nữa. Ôi khóa học này có 1,3 triệu, 1,5 triệu bạn. Đó là chúng ta cứ làm sao ok thì chúng ta sẽ có một cái lộc. Chúng ta cứ ok chúng ta sẽ có một cái lộc nha anh chị. Mua máy đi anh chị. Đó, ít bên nữa em bán cái mô hình này, bốc này, EC Pro này. Anh em không? Test mô hình đúng không? Tuyệt vời không? Đó, bình điện mới ở đây, test mô hình. Sáng sớm. Tiền mà kiếm được thì chúng ta phải biết sử dụng. Test cả EC Pro, test cả Motocan và Motobox trên rack DLC cổng cao lai cam sọc trắng. Trời ơi, đây hai Smartoon nữa này. Đây này, anh em có vào bờ luôn thì vào bờ luôn. Đây cặp Smartoon nữa, vào luôn đi anh em. Đó. Bữa nay Oro thì anh em cứ xe và máy Smartoon, có cái gì chúng ta muốn vào bờ thì chúng ta cứ bán bớt. Mà tốt nhất là anh em không nên chơi, đừng bao giờ có cái máu đỏ đen. Cuộc đời này anh em chúng ta tốt nhất né ra những cái gọi là đỏ đen. Kiếp đỏ đen mà. Đừng có một ngày mà chúng ta phải làm thí mạng ở cuộc đời này, chúng ta phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi, có thể rơi luôn cả máu để chúng ta kiếm đồng tiền, tối chúng ta lại thả vào những cái thú vui. Nó không đáng. Đó là cái gì mình cảm thấy mình được, mình chia sẻ cho quý vị và anh em. Ở đây còn một cặp nữa này. Anh em nào ok thì vào bờ.
đừng đi xa bờ quá. Thả tim đi quý vị. Em xin chào anh Taiga Sô Dần. Thả tim. Tim đâu. Nên đôi khi là nhiều người máy chẳng có. Nhiều người máy để vít la liền. Thì anh em hãy tranh thủ cái thời cơ này để mua những cục máy về nhà. Đấy. Máy chỉ là công cụ để làm cho chúng ta nhanh hơn, đẳng cấp hơn, dễ kiếm tiền hơn. Rồi thì Tuấn xin phép được tạm dừng và kết thúc cái buổi livestream ngắn gọn về cái trưa nay về máy Smart Tool và can và bốc. Thì anh em cứ comment cho mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, Hải Nam inbox Zalo anh Tega Xuân Dần. Đó, tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ mang cặp máy này đi, mình sẽ dán băng keo đen cho mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ mang ra tiệm để can điện thoại. Đó. Ok, dán lại cho anh em màu đen có kẻ bông. Rồi, sau này anh em nào chốt motoken không thích màu trắng, mình cũng dán đổi màu cho anh em. Rồi, buổi trưa nay xin phép được kết thúc tại đây. Thân ái, xin chào toàn thể anh em thợ máy. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Buổi chiều chúng ta lại kiếm được nhiều tờ châu săn, mận giá polymer. Chúc mọi người nhà nhà sức khỏe, đại đại thành công của những cái năm cuối của 2022. Chúng ta còn 60 ngày nữa để chúng ta kết thúc một năm cũ, để chúng ta đón chào một năm mới 2023. Còn 2 tháng nữa, tương đương với 60 ngày, thì anh em có thể đi ăn giỗ, đi ăn tết niên, đi ăn thôi nôi, đi ăn đám cưới, thì chúng ta sẽ trừ hao đi trong vòng 7 ngày. Thì chúng ta còn có 53 ngày nữa, thì chúng ta hãy tính tròn 50 ngày nữa để chúng ta kết thúc năm cũ và chuyển qua năm mới. Xin chào mọi người.